Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau? Thì bây giờ mình sẽ gọi cái số tự nhiên càng lập là gọi số tự nhiên càng lập là 4 chữ số, nên ta gọi là A1, A2, A3, A4 ha. Mình có cái dấu gạch trên đầu nữa ha. Dấu gạch trên đầu ý muốn nói là đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ha. Nó có thứ tự của nó. Rồi trong đó thì A1, A2, A3, A4 nó có thể nhận một trong các chữ số, đó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, các bạn xem xét nè. Số A1 có. Thì bây giờ mình sẽ chọn một trong các chữ số này để làm chữ số A1 ha. Thì mình biết rằng là A1 mình không thể chọn số 0 được, bởi vì nếu mà số 0 nó đứng đây thì số này thành số có 3 chữ số thôi, đúng không? Đề bảo mình là phải có 4 chữ số, cho nên là A1 chúng ta không được chọn là số 0. A1 chúng ta chỉ được chọn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha. Cho nên là A1 sẽ có 9 cách chọn ha. A1 chúng ta có 9 cách chọn. A1 phải khác 0 nha. Tương tự như vậy thì A2 chúng ta sẽ có mấy cách chọn các bạn. A2 thì đứng sau A1, cho nên chúng ta lấy chữ số 0 cũng được nha. Nhưng mà đây là 4 chữ số khác nhau, cho nên là A2 của chúng ta phải khác số A1 ha. A2 mình phải khác số A1, bởi vì đây là 4 chữ số khác nhau. Nên A2 chúng ta có 9 cách chọn. A2 chúng ta có thể lấy một trong các số này ha, là mình có 10 cách chọn, nhưng mà phải khác số A1, cho nên mình chỉ còn 9 cách chọn thôi. Tương tự như vậy thì A3 chúng ta sẽ có là 8 cách chọn ha. 8 cách chọn. Vì sao? Bởi vì A3 chúng ta phải khác A1 này, rồi khác A2 nữa, bởi vì đây là 4 chữ số khác nhau ha. A3 phải khác A1, khác A2. Rồi A4 chúng ta sẽ có 7 cách chọn ha. Bởi vì A4 phải khác A1, khác A2 và khác A3. Thì theo quy tắc nhân ha, ứng với mỗi cách chọn A1 chúng ta có 9 cách chọn A2. Ứng với mỗi cách chọn A2 chúng ta có 8 cách chọn A3. Ứng với mỗi cách chọn A3 chúng ta lại có 7 cách chọn A4. Như vậy thì theo quy tắc nhân thì mình sẽ có là 9 nhân 9 nhân 8 nhân 7 số ha. 9 nhân 9 nhân 8 nhân 7. Chúng ta sẽ được 4536 số. 4536 số. Rồi, mình xong câu A ha. Bây giờ mình qua câu B. Tương tự như vậy ha, câu B chúng ta cũng gọi số tự nhiên càng lập là A1, A2, A3, A4, A5. Trong đó các số A1 này, A2 nè, A3, A4, A5 nó phải thuộc tập hợp gồm các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì lập luận tương tự ha, chúng ta có là số A1 sẽ có, số A1 không thể nhận số 0 được, số A1 chỉ nhận được từ 1 tới 9 thôi, cho nên số A1 có 9 cách chọn. Số A1 phải khác 0 ha.
Tương tự như vậy, số A2 sẽ có hai chữ số kề nhau phải khác nhau. Hai chữ số kề nhau phải khác nhau. Có nghĩa là số A2 chúng ta có thể nhận luôn chữ số 0. Có nghĩa là A2 có thể nhận được 10 chữ số. A2 có thể nhận được 10 chữ số. Nhưng mà phải khác A1 ha, bởi vì hai chữ số kề nhau phải khác nhau. Cho nên A2 là có 9 cách chọn. A2 phải khác A1. Tương tự như vậy thì A3 chúng ta sẽ có 9 cách chọn ha. A3 phải khác A2. Được chưa? A3 chúng ta có thể chọn từ 0 cho tới 9 là có 10 số, có thể có 10 cách chọn. Nhưng mà A3 là kề A2 cho nên A3 phải khác A2 nên còn 9 cách chọn. Tương tự như vậy, A4 chúng ta cũng có 9 cách chọn thôi. Bởi vì A4 phải khác A3. Và A5 chúng ta cũng có 9 cách chọn, bởi vì A5 chúng ta phải khác A4 ha. Bởi vì đây là hai chữ số kề nhau phải khác nhau nha. Cho nên là tổng hợp các điều này ha, theo quy tắc nhân chúng ta có 9 nhân 9 nhân 9 nhân 9 nhân 9 là 9 mũ 5. 9 mũ 5 số ha. 9 mũ 5 thì chúng ta sẽ được là 59.049 số. Rồi, đây là đáp án của câu B. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn học tốt.